xin chào tất cả các anh chị đang theo dõi kênh của gia đình Win. Hôm nay Tuyền tiếp tục làm clip chia sẻ về bí quyết chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp của các chị em phụ nữ. Hướng dẫn cách trị mụn cám bằng mật ong an toàn và hiệu quả nhất. Cách trị mụn cám bằng mật ong mang lại hiệu quả cao trong việc làm sạch da và phục hồi làn da tổn thương sau mụn. Nếu được thực hiện thường xuyên, đúng cách, biện pháp này có thể hỗ trợ dưỡng ẩm và giúp da trở nên mịn màng, mềm mại hơn. Tác dụng trị mụn cám với mật ong. Mụn cám là tình trạng phổ biến, ảnh hưởng đến khoảng 80% người trong độ tuổi từ 11 đến 30. Mụn xảy ra khi các tuyến dầu hoạt động quá mức. Khi dầu thừa kết hợp với tế bào da chết sẽ làm tắc nghẽn các lỗ chân lông, vi khuẩn sinh sôi và dẫn đến mụn. Mụn cám là dạng mụn nhẹ, không gây viêm, sưng đau và đáp ứng tốt các phương pháp tự điều trị, chẳng hạn như cách trị mụn cám bằng mật ong. Mật ong được xem là một loại kháng sinh tự nhiên có tác dụng tiêu diệt vi khuẩn gây mụn mụn. Mật ong cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa tốt cho da. Chất chống oxy hóa có thể loại bỏ độc tố khỏi da, giúp bảo vệ da khỏi các tác nhân kích thích của môi trường. Mật ong cũng có thể hỗ trợ dưỡng ẩm, giúp da mềm mại và mịn màng hơn. Ngoài ra, mật ong cũng có một số tác dụng tích cực đối với làn da, chẳng hạn như kháng khuẩn. Mật ong có đặc tính kháng khuẩn, có thể kiểm soát vi khuẩn gây mụn và ngăn ngừa các lỗ chân lông bị viêm. Chống viêm. Mật ong cũng có đặc tính chống viêm và ngăn mụn trở nên nghiêm trọng hơn. Đặc tính thẩm thấu. Mật ong có tính thẩm thấu, có thể đi sâu vào da, giải phóng hydrogen peroxide, hỗ trợ tiêu diệt vi khuẩn và làm sạch da. Chống oxy hóa. Mật ong có chứa polyphenol là chất chống oxy hóa mạnh, giúp giảm và ngăn ngừa tổn thương do các gốc tự do gây ra. Kiểm soát mã nhờn. Mật ong có thể khóa độ ẩm trong các tế bào da để các tế bào này ngậm nước và trở nên mềm mại. Da thiếu nước là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc sản xuất dầu thừa trên da và dẫn đến mụn. Mụn cám là dạng mụn không gây viêm, đau cũng như không gây tổn thương da. Do đó, cách trị mụn cám bằng mật ong thường mang lại hiệu quả cao. Điều quan trọng là bạn cần áp dụng đúng cách và thường xuyên để loại bỏ mụn cũng như phục hồi làn da bị tổn thương. Các loại mật ong sử dụng để trị mụn cám. Có nhiều loại mật ong khác nhau, tuy nhiên không phải loại mật ong nào cũng có tác dụng điều trị mụn. Có hai loại mật ong phổ biến được khuyên dùng để trị mụn là mật ong nguyên chất và mật ong Manuka. Mật ong nguyên chất. Mật ong nguyên chất là mật ong chưa qua chế biến, được tạo ra từ mật hoa mà các loài ong thu thập được. Mật ong này chưa qua chế biến, không có chất phụ gia như đường, chất tạo ngọt hoặc hương thơm. Nếu sử dụng mật ong đã qua chế biến, hiệu quả trị mụn cám sẽ giảm và có thể gây kích ứng da. Bạn có thể nhận biết mật ong nguyên chất bằng cách cho một thìa mật ong vào một ly nước. Nếu mật ong tan ra, đây là mật ong đã qua xử lý. Ngược lại, nếu mật ong chảy xuống đáy ly thì đây là mật ong nguyên chất. Mật ong Manuka. Mật ong Manuka được lấy từ những con ong chỉ hút mật từ các bụi cây Manuka, thường được tìm thấy ở New Zealand và Úc. Loại mật ong này có tính kháng khuẩn cao, có thể cải thiện tình trạng mụn và làm sạch da hiệu quả. Mật ong Manuka thường có giá thành cao, tuy nhiên hiệu quả trị mụn cũng được đánh giá cao hơn các loại mật ong khác. Hướng dẫn cách trị mụn cám bằng mật ong hiệu quả cao. Trước khi áp dụng cách trị mụn cám bằng mật ong, bạn nên kiểm tra dị ứng bằng cách thoa một lượng nhỏ mật ong lên da, để yên trong 1 đến 2 giờ và quan sát các phản ứng của cơ thể. Mặc dù không phổ biến, tuy nhiên một số người có thể dị ứng với mật ong. Để trị mụn cám với mật ong, bạn có thể tham khảo một số biện pháp phổ biến được Đông y gia truyền Tấn Khang tổng hợp sau. 1. Pha mật ong nguyên chất lên da. Mật ong có thể sử dụng độc vị để làm sạch các lỗ chân lông, hạn chế vi khuẩn phát triển và loại bỏ mụn cám, mụn ẩn, mụn đầu đen hoặc đầu trắng hiệu quả. Ngoài ra, phần sáp của mật ong cũng có giúp da trở nên mềm mại, mịn màng và đều màu hơn. Cách trị mụn cám bằng mật ong như sau. Rửa mặt sạch sẽ với nước ấm, lau khô nhẹ nhàng. Pha mật ong lên vùng da bị mụn cám và vùng da xung quanh. Để mật ong lưu lại trên da trong khoảng 30 phút. Rửa mặt với nước ấm. Thực hiện phương pháp này 2 đến 3 lần mỗi tuần hoặc mỗi ngày, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của mụn. Nếu mụn cám nhẹ, bạn có thể thực hiện biện pháp 2 lần mỗi tuần. Nhưng nếu mụn nghiêm trọng, bạn có thể áp dụng phương pháp mỗi ngày. 2. Mật ong và bột yến mạch trị mụn cám. Bột yến mạch có thể hấp thụ dầu, làm dịu da và lột mụn cám ở mũi hiệu quả. Cụ thể bột yến mạch có chứa saponin, là một hợp chất hóa học có khả năng làm sạch, dưỡng ẩm và phục hồi làn da bị tổn thương. Thậm chí yến mạch còn là thành phần chính của nhiều sản phẩm trị mụn, loại bỏ tế bào chết cũng như giúp da luôn mềm mại. Bạn có thể áp dụng cách trị mụn cám bằng mật ong và yến mạch như sau. Sử dụng bột yến mạch nguyên chất hoặc xay nhuyễn yến mạch trong máy xay đến khi thu được bột mịn. Thêm mật ong và trộn đều để thu được hỗn hợp sền sệt. Rửa mặt sạch sẽ, để da khô tự nhiên hoặc lau với khăn mềm, sạch. Thoa hỗn hợp lên vùng da mụn và nhẹ nhàng xoa bóp trong 5 phút, để hỗn hợp lưu lại trên da trong 10 đến 15 phút trước khi rửa sạch với nước mát. Vỗ nhẹ cho khô da và thoa kem dưỡng ẩm không chứa dầu. Thực hiện biện pháp thường xuyên,
2 đến 3 lần mỗi tuần để loại bỏ mụn cám hiệu quả. 3. Trị mụn cám với mật ong và đường. Đường là một nguồn tự nhiên của axit glycolic, có tác dụng dưỡng ẩm cho da và điều trị các tổn thương do ánh nắng mặt trời. Đường cũng là một chất có tác dụng tẩy tế bào chết tại chỗ, giúp da trở nên tươi trẻ hơn, sáng khỏe, mịn màng và sạch các loại mụn li ti như mụn cám, mụn đầu đen hoặc mụn đầu trắng. Bạn có thể sử dụng đường ăn thông thường kết hợp với mật ong để loại bỏ mụn cám hiệu quả. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo đường nông mang lại hiệu quả tốt hơn, hạt mịn và tốt cho da hơn. Đường khi kết hợp với mật ong sẽ tạo thành một hỗn hợp tẩy tế bào chết, làm sạch da và loại bỏ mụn cám hiệu quả. Phương pháp này thậm chí có thể áp dụng với người có làn da nhạy cảm mà không gây kích ứng da. Cách tẩy tế bào chết, trị mụn cám bằng mật ong và đường như sau. Sử dụng 2 thìa mật ong và 2 thìa đường nâu trộn đều để thu được hỗn hợp đồng nhất. Thoa hỗn hợp lên da và nhẹ nhàng massage theo đường tròn trong khoảng 1 phút. Để yên trong 5 phút hoặc có thể để trong 10 phút, sau đó lột như mặt nạ lột mụn. Bạn cũng có thể massage nhẹ nhàng để tẩy tế bào chết, bụi bẩn, bã nhờn và đẩy nhanh mụn ra bên ngoài. Rửa sạch hoàn toàn với nước ấm và lau khô. Lặp lại quy trình mỗi tuần một lần. Nếu bạn có làn da dầu, hãy thực hiện phương pháp này 2 đến 3 lần một tuần để điều trị mụn cám hiệu quả. 4. Nha đam và mật ong trị mụn cám. Nha đam hay lô hội thường được sử dụng để điều trị bỏng, các loại mụn trứng cá, bệnh chàm, viêm da dị ứng ở mặt và các vấn đề ngoài da khác. Gel nha đam tự nhiên có tác dụng làm dịu da, hỗ trợ hydrat hóa, dưỡng ẩm, làm mềm và thúc đẩy quá trình tái tạo làn da. Khi kết hợp với mật ong có thể loại bỏ mụn, chữa lành các tổn thương do mụn, ngăn ngừa sẹo và chống lão hóa da. Cách trị mụn cám với mật ong và nha đam như sau. Trộn 1 thìa mật ong và 1 thìa gel nha đam để thu được hỗn hợp sền sệt. Rửa mặt sạch sẽ, sau đó nhẹ nhàng thoa hỗn hợp lên vùng da mụn hoặc toàn bộ khuôn mặt. Để yên trong 10 phút, sau đó rửa sạch với nước ấm. Thực hiện biện pháp 2 đến 3 lần mỗi tuần để loại bỏ mụn và hỗ trợ nuôi dưỡng làn da. 5. Mặt nạ mật ong và nghệ trị mụn cám. Nghệ có đặc tính chữa bệnh với hơn 300 chất chống oxy hóa tự nhiên. Khi kết hợp với mật ong, nghệ có thể loại bỏ mụn cám, ngăn ngừa sẹo và thâm. Ngoài ra, mặt nạ nghệ và mật ong cũng có tác dụng giảm tiết dầu và ngăn ngừa mụn tái phát. Cách điều trị mụn với mặt nạ mật ong và nghệ như sau. Trộn 1 thìa mật ong và 1/8 thìa bột nghệ để thu được hỗn hợp sền sệt. Rửa mặt sạch sẽ, sau đó thoa hỗn hợp lên các khu vực bị ảnh hưởng để yên trong 20 đến 25 phút. Rửa mặt sạch sẽ bằng nước ấm, vỗ nhẹ cho da khô, sau đó thoa kem dưỡng ẩm không gây mụn. Thực hiện quá trình này 2 đến 3 lần mỗi tuần để loại bỏ mụn cám. 6. Mặt nạ mật ong và quế trị mụn cám. Quế rất giàu namazehize cùng với no, methitavico, linalool, beta, cariophyllene có đặc tính kháng khuẩn, do đó có thể tiêu diệt vi khuẩn gây ra mụn. Ngoài ra, các hạt thô và tinh dầu trong bột quế có thể tẩy tế bào chết, loại bỏ bụi bẩn, nhân mụn và ngăn ngừa mụn tái phát. Cách trị mụn cám với mặt nạ quế mật ong như sau. Trộn bột quế với mật ong theo tỷ lệ phù hợp để thu được hỗn hợp sền sệt. Rửa mặt sạch sẽ, sau đó thoa hỗn hợp lên da để yên trong 15 đến 20 phút. Rửa sạch với nước ấm. Thực hiện biện pháp 2 lần mỗi tuần để điều trị mụn, thu nhỏ lỗ chân lông và giúp da mịn màng hơn. Mặt nạ quế và mật ong mang lại hiệu quả điều trị các loại mụn cao. Tuy nhiên, bạn cần kiên trì để đạt được hiệu quả như mong muốn. Ngoài ra, một số người có thể bị dị ứng với quế, do đó bạn nên kiểm tra dị ứng trước khi thực hiện. 7. Cách trị mụn cám bằng mật ong và tinh dầu tràm trà. Tinh dầu tràm trà có đặc tính kháng khuẩn, khử trùng và diệt nấm mạnh. Tinh dầu này cũng chứa một số chất chống oxy hóa, có thể làm sạch da và bảo vệ da khỏi các tác nhân gây hại. Khi kết hợp với mật ong có thể hỗ trợ loại bỏ mụn cám, nuôi dưỡng làn da và tránh các tác nhân gây hại ngoài môi trường. Cách điều trị mụn cám với tinh dầu tràm trà và mật ong như sau. Trộn 1 muỗng canh mật ong và 2 giọt cà phê tinh dầu. Rửa mặt sạch sẽ, thoa hỗn hợp lên toàn bộ khuôn mặt hoặc khu vực bị mụn cám. Để yên trong 15 đến 20 phút, sau đó rửa sạch với nước ấm. Áp dụng biện pháp 2 đến 3 lần mỗi tuần để đạt hiệu quả điều trị mụn tốt nhất. Thận trọng, tinh dầu tràm trà có tính kháng khuẩn, kháng nấm mạnh, do đó không nên sử dụng trong thời kỳ mang thai. Ngoài ra, một số người có thể bị dị ứng, kích ứng da dẫn đến phát ban, ngứa ngáy hoặc viêm da. Trong trường hợp này, bạn nên ngừng biện pháp và tham khảo cách trị mụn cám tại nhà khác. Lưu ý khi trị mụn cám với mật ong. Cách trị mụn cám bằng mật ong có thể mang lại hiệu quả cao, an toàn và dễ thực hiện. Tuy nhiên, một số người có thể bị dị ứng với mật ong, do đó bạn nên kiểm tra dị ứng trước khi thực hiện biện pháp. Ngoài ra, để biện pháp mang lại hiệu quả cao và tránh các rủi ro không mong muốn, bạn nên lưu ý một số vấn đề như sử dụng mật ong nguyên chất, không pha trộn tạp chất hoặc các chất hóa học khác. Sử dụng mật ong đã được lọc, mật ong thô có thể chứa tạp chất, phấn hoa, bụi bẩn, lông và các chất gây dị ứng khác. Chỉ rửa mặt bằng nước sau khi đắp mặt nạ mật ong, tránh sử dụng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa khác.
Rửa sạch mặt với nước ấm, sau đó vài phút thì rửa lại với nước mát để thu nhỏ lỗ chân lông và giúp da mặt săn chắc. Kiểm tra các thành phần của biện pháp trị mụn cám để tránh dị ứng. Ngoài ra, để cách trị mụn cám bằng mật ong đạt được hiệu quả tốt nhất, bạn nên thực hiện chế độ ăn uống nhiều rau xanh, trái cây, ngủ đủ giấc, vệ sinh da sạch sẽ và tập thể dục thường xuyên. Sử dụng mật ong trị mụn có thể mang lại hiệu quả tốt. Tuy nhiên, nếu nhận thấy các dấu hiệu dị ứng hoặc kích ứng da, bạn nên trao đổi với bác sĩ để được hướng dẫn cụ thể. Đông y gia truyền Tấn Khang chúc bạn trẻ khỏe, đẹp và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở các video sau.